thở ra. Oh yeah, xong rồi. Dùm có thể ăn bánh tiêu thỏa thích rồi. Ôi cha cha, sao khó chịu vậy nè. Cái bụng nó cứ ốc ách khó tiêu quá. Còn ở chua nữa chứ. Cái mùi gì mà nó hấp dẫn quá vậy? Thơm phức à. Trên đời ngon nhất vẫn là bánh tiêu. Ủa, khoai mỡ, em đang ăn bánh tiêu hả? Dạ, em ăn tới cái bánh thứ ba rồi đó. Ăn chừng mực thôi, em ăn nhiều quá không có tốt đâu. Dạ, em mới trải qua một ngày một đêm nhịn ăn mà. Tự nhiên đang yên đang lành em nhịn ăn làm chi? À, đừng có nói với anh là em đang giảm cân hay là muốn thanh lọc cơ thể gì à nha. Dạ, anh Huỳnh Đông coi em nè, dù nhịn ăn, người em vẫn rủng rỉnh mà. À, hèn chi, em đấu dữ vậy. Nhưng mà nè, em ăn bánh tiêu dầu mỡ nhiều như vậy á, khó chịu lắm mà nha. Giống như anh nè, anh đang khó chịu cái bụng nè. Hơi, hơi, nhắc tới cái bụng em nó chuông chuông, cứng nhắc à. Trời ơi, nó còn đau hoàng hoại nữa anh Huỳnh Đông ơi. Chết rồi, không ổn rồi. Chắc là anh với em á là phải đi gặp đốc tô khỏe liền thôi. Để xem trong khu vườn có ai đang gặp sự cố hay cần hỗ trợ gì không ta. Dạ, để con giúp đốc tô khỏe một tay nha. Đốc tô khỏe nhìn kìa, anh Quỳnh Đông và Khoai Mỡ đang đứng cùng nhau. À, có vẻ cả hai đang gặp rắc rối, cần chúng ta giúp đỡ đây nè. Ý, đốc tô khỏe tới rồi kìa, may quá. Nè, cần đốc tô khỏe giúp gì nào? Dạ, đốc tô khỏe ơi, Quỳnh Đông với em Khoai Mỡ nè, đang bị chứng đầy hơi khó tiêu, không có thoải mái chút nào hết. Con khó chịu quá, con ăn liên tiếp ba cái bánh tiêu siêu to khổng lồ lận. Được rồi, đốc tô khỏe đã hiểu vấn đề, cụ thì là hãy hỗ trợ cho Quỳnh Đông và Khoai Mỡ nha. Ủa, là sao đốc tô khỏe? Vậy là cụ thì là trị chứng khó tiêu được hả? Đúng vậy, thói quen ăn uống không hợp lý, ăn quá nhiều, ăn thực phẩm khó tiêu, ăn nhiều chất béo, độc tố từ các loại thức ăn, làm dạ dày dễ sinh hơi, giảm khả năng co bóp và dẫn tới chứng khó tiêu. Nguồn chất xơ dồi dào trong củ thì là giúp thông tắc đường ruột, cân bằng hệ tiêu hóa. Nếu mà em sở hữu nhiều chất xơ như vậy á, là em cải thiện được cả tình trạng táo bón đúng không? Dạ, chất xơ trong cơ thể em hoạt động như một bàn chải nhỏ, khi di chuyển qua hệ tiêu hóa, bàn chải này làm sạch ruột kết các chất độc có khả năng gây ung thư ruột kết. Do vậy, củ thì là còn được xem là thuốc nhuận tràng, giúp loại bỏ độc tố. Như vậy là củ thì là rất là thân thiện với hệ tiêu hóa. Ơ, nếu vậy chúng ta dùng càng nhiều càng tốt đúng không, rất là khỏe. Nói chung an toàn, nhưng một số ít trường hợp có thể gây phản ứng dị ứng, nôn mửa, tiêu chảy, ngứa miệng, sưng đỏ lưỡi họng. Ai dị ứng thì là cần thận trọng nha. Vậy mọi người qua nhà đó tôi khỏe đi ạ. À, củ thì là sẽ chiêu đãi món xà lách giúp giảm khó tiêu ở hơi cho anh Quỳnh Đông và Khoai Mỡ luôn. Dạ ok. Còn bây giờ thì Quỳnh Đông, Đốc Tô Khỏe và các bạn nhỏ thân yêu này xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau nha. Tạm biệt. Hẹn gặp lại.